3 năm trước, trạm y tế xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được đầu tư xây mới, trang thiết bị lẫn nhân lực cho trạm y tế cũng được bổ sung. Hoạt động của trạm y tế tại địa bàn còn nhiều khó khăn này đã thực sự thay đổi. Bình quân mỗi ngày có khoảng 30 người bệnh đến khám điều trị. Và người dân không phải đi xa lấy thuốc. Rồi trang thiết bị hiện tại cũng tiên tiến là cái kết quả mà khám bệnh là chính xác hơn, nên hỗ trợ rất nhiều cho bà con. Hơn 60% dân số ở xã Tu Tra là đồng bào Chu Ru Cờ Hò. Lo cho đủ cái ăn cái mặc đã là khó, nên nhiều gia đình mỗi khi gặp cảnh bệnh đau là mỗi lần thêm túng thiếu. Trạm y tế xã chữa lành được nhiều bệnh mà không phải tốn kém, không phải đi xa. Với đồng bào ở đây, gánh nặng bớt đi rất nhiều. Giúp bà con thuận tiện, giúp bà con được bệnh hoạn thì nó đỡ, nó hết bệnh. Đến lúc này, cả 142 xã phường thị trấn ở tỉnh Lâm Đồng đều có trạm y tế. Nhân lực y tế cơ sở hơn 2.400 người, trong đó bác sĩ chiếm hơn 21%. Ngoài điều động luân chuyển để kịp thời giải quyết thiếu hụt nhân lực, thì một trong những cách làm hiệu quả là tỉnh Lâm Đồng tạo nguồn cán bộ y tế cơ sở từ chính người địa phương. Hầu hết các cái tuyến xã, trạm y tế tuyến xã đều có thể thực hiện được từ 30 đến 50% cái kỹ thuật mà theo cái quy định của bộ. Và xu thế hiện nay chúng tôi đang yêu cầu, tức là hàng năm, mỗi trạm y tế phải tăng được từ 5 đến 10 kỹ thuật của cái trạm đó. Linh hoạt chia sẻ nguồn lực cả về con người lẫn trang thiết bị y tế, mà ngay tại những địa bàn khó khăn ở tỉnh Lâm Đồng, năng lực hoạt động của y tế cơ sở đã được nâng lên. Nhờ vậy, y tế cơ sở không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, mà quan trọng hơn, người dân được hưởng những điều kiện khám chữa bệnh ban đầu một cách tốt nhất.